Bảo Tia Shop giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đặc biệt đang sale với những giá bất ngờ từ skincare giúp đẹp da, xà bông trị rụng tóc, giúp tóc hết bạc. Supplement của Nhật đông trùng làm tại Mỹ đang sale mua 1 tặng 2 tặng thêm loại dầu. Nước hoa mua 2 tặng 1. Xăm 6 tuổi của Hàn Quốc mua 1 tặng 1. Nệm điện bình lọc nước Alkaline. Collagen bảo đảm đẹp da, mọi sản phẩm tốt 100%. Gọi Bảo Thi 800-899-5565 hay 714-230-5591. 9191 Bosa Avenue, suối 128 trong khu chợ Á Đông, website bảothishop.com. Bảo Thi Shop kính chào quý vị khán giả của Bảo Thi Shop. Hôm nay Bảo Thi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách xài một cái máy sinh tố mà để lọc nước lục giác cho chúng ta, có cái tên là Alkaline. Thì quý vị vừa qua mua nhưng mà về không biết hướng dẫn cách xài như thế nào. Quý vị ơi, rất là đơn giản, quý vị mua ở trong một cái hộp như vậy. Chúng ta có một cái máy để mà lọc nước cho chúng ta và một cái bình để chúng ta đựng nước lọc. Khi quý vị mua về đó thì quý vị sẽ thấy ở trong đó nó có một cái này là cái motor để quay ở trong đó, cái trục quay ở trong đó hình lục giác, cái filter đó quý vị. Để quay hình lục giác trong này thì quý vị chỉ việc mua về, xong rồi quý vị tháo cái filter này ra, xong rồi quý vị mở cái nắp ra, quý vị bỏ cái filter này vô trong này. Đây, bỏ filter vô nha quý vị. Xong quý vị cho nước vô đầy cái này và quý vị đậy nắp lại. Thì đây là cái power, quý vị nhấn vô cái power thì quý vị on thì nó sẽ chạy cho quý vị 9 phút là được. Trên đây nó có những cái giờ của quý vị nhấn á, thì nó sẽ tự động nó làm cho quý vị. Thì khi quý vị thấy mà đã đủ rồi đó, cái điện ở trên đây nó báo là đủ rồi thì quý vị nhấn off và quý vị lấy ra, quý vị uống, hoặc là quý vị vo gạo nấu cơm, hoặc là quý vị pha trà, hoặc là quý vị nấu canh các thứ, xong rồi quý vị lại bỏ vô giống như vậy nữa và quý vị nhấn nút 9 phút là làm cho quý vị ra được một cái nguồn nước Alkaline, gọi là quay nước hình lục giác. Nếu mà quý vị nào mà có thắc mắc gì về cái Alkaline mà đã mua rồi thì quý vị coi cái show của Bảo Thi thì thấy rất đơn giản và rất là dễ, không có gì khó khăn hết. Chỉ có cái trên nút này là nút on và nút off thôi. Bảo Thi giới thiệu thêm cho quý vị về sâm Nhung Nai này. Thì trong một cái hộp mà 30 gói thì quý vị chỉ trả có 59 đồng thôi. Nhưng khi quý vị mua một hộp 60 gói thì quý vị trả 105 đồng cho ngày hôm nay. Quý vị gọi vô và quý vị sẽ được xếp được rất là nhiều tiền. Sâm và Nhung Nai này thì quý vị thấy là rất tốt cho sức khỏe và rất tốt cho xương cốt của chúng ta. Còn nếu mà quý vị nào không muốn uống Nhung Nai thì quý vị có thể uống sâm thôi. Sâm nước sâm mà làm ra nước cho chúng ta một hộp như vậy 60 gói thì chúng ta trả có 55 đô la thôi, tới với Bảo Thi để có cái giá tốt. Cũng như quý vị đã từng thấy là Bảo Thi đem đến nhiều sản phẩm cho quý vị, Bellflower, rồi garlic, black garlic tức là tỏi đen đó quý vị, rồi sâm nước, rồi yến, các thứ. Bây giờ Bảo Thi đang sell rất là nhiều cho cái Bảo Thi mở tiệm mới ở dưới đất. Thành thử ra quý vị về tiệm mới thì Bảo Thi sẽ có những cái promotion và những cái sale rất là tốt cho quý vị khán giả. Cũng như quý vị nào có muốn ngoài mua cái Alkaline của hãng Unicorn thì quý vị có thể mua thêm thuốc giống như là Beauty Elastin. Thì quý vị thấy là cái đó bán 100% là hiệu quả luôn, uống vô là thấy da mình săn chắc luôn. Cũng như cái Netokinix, cái đó nó có Fucodan trong nước đó thì giúp cho những người có bị tim mạch đó, uống cái này rất tốt. Rất là nhiều những sản phẩm của Unicorn cũng như là của bác sĩ Finchep Lifestyle cũng như là về skin care. Đây, cái đôi vớ kỳ diệu hôm nay chúng tôi có mua 2 và tặng 1. Mua 2 tặng 1 cho quý vị, một đôi là 23 đồng. Quý vị nào mà bị cái chân bị mụn cóc nè, bị vảy ngứa nè, bị giống như là bị chai nhiều đó mà cái chân của mình không để ý, mấy chục năm nay mình không biết để mình lột cái da chết đó ra, thì quý vị nên mua đôi giới kỳ diệu này để chúng ta đeo vô buổi sáng, buổi tối ngủ, buổi sáng chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ có được đôi bàn chân rất đẹp. Quý vị gọi cho Bảo Thi với số phone 1-800-899-5565 hay 714-230-5591. Quý vị nào muốn có một cái nệm điện nằm cho ấm, muốn có một cái nệm bông gòn để cho con cháu ngồi trên đó chơi không có bị ngứa, không có bị đau, thì quý vị gọi cho Bảo Thi để hỏi. Bảo Thi có bán nệm gòn làm bằng tay, nệm điện và mền điện sản xuất tại Đại Hàn nha quý vị. Quý vị gọi cho Bảo Thi với số phone 1-800-899-5565, 714-230-5591. Đến với Bảo Thi Shop ở trong khu chợ Á Đông, quý vị đi vô chợ Á Đông, khu chợ Á Đông quý vị rẽ tay trái
và quý vị sẽ nhìn thấy cái bảng hiệu Bảo Thi Shop màu xanh, 9191 Bosa Avenue số 128, thành phố là Westminster, CA 92683. Quý vị đến với Bảo Thi, bỏ lên map và quý vị có cái địa chỉ của Bảo Thi lên. Đến với Bảo Thi và ủng hộ cho Bảo Thi nhé quý vị.